Ok này chị Kiều Vi xin chào nhá. Ok chị Lương Dung cũng xin chào chị luôn đấy ạ. Hôm nay có lẽ em live hơi muộn đúng không ạ? Không biết giờ này các chị đã ngủ chưa? Nhanh chóng vào livestream của em đi ạ. Ok chị Ngân Hoàng xin chào nhá. Chị nào đang xem livestream của shop Giáng My bên em thì có thể chấm bài cho em để em chào tất cả nhà mình đúng không ạ? Ok này chị úp nhỏ để em một chút nhá. Chị nào đang xem livestream của shop em thì có thể chấm bài cho em đúng không ạ? Để em chào hỏi tất cả các chị đúng không ạ? Chúc các chị có một buổi tối thật vui vẻ nhá. Hôm nay Giáng My bên em lại tiếp tục xả hàng với giá là 18k chiếc áo này nhá. Nên chị nào muốn mua chiếc áo này của em với giá là 18k một chiếc áo này thì để lại cho em theo comment nhá. 18k đúng không ạ? Rồi ok chị Bảo Ngân Thị xin chào này, chị Dương Tuyết xin chào chị luôn nhá. Chị Kim Lan Lê cũng xin chào chị này. Vâng ok em cảm ơn chị nhá. Rồi chị Kiều Vi cũng xin chào chị luôn nhá. Chị Kim Lan Lê và em thấy chị rồi đấy ạ. Ok chị Hiếu My Nhon này. Xin chào tất cả các chị đúng không ạ? Các chị đang xem livestream của shop Giáng My thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ với tất cả các hội nhóm được không ạ? Chị Liên Trần bên đã có đến chốt hàng với chị chưa? Rồi ok chị Hoan Nguyễn xin chào ạ. Các chị đang xem livestream của show em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ giúp em vào một vài lượt chia sẻ với tất cả các hội nhóm được không ạ? Để cho đông đông các chị vào một chút thì em bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Xả chiếc áo này các chị nhá, xả chiếc áo này đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là xinh luôn đấy ạ. Rồi ok chị Liên Trần nhá, chị Hoa Mẫu Đơn xin chào chị luôn ạ. Ok chị Nhã Quyên này, chị Ngân Hoàng xin chào các chị nhá. Các chị nào đang xem live của em thì có thể chấm bài cho em và cho em xin một vài lượt chia sẻ trước các hội nhóm đúng không ạ? Để hôm nay em tiếp tục xả hàng với giá là 18k nhé chị nhá. 18k chị nhá. Ok chị Diệu Cúc đúng không ạ? Chị Hiếu Học Nguyễn Tuyền Lê đúng không ạ? Bên em chủ chân váy này cho chị nhá. Rồi ok chị Cherry Lê cũng xin chào chị luôn. Chị Thanh Hoài cũng xin chào chị này. Rồi các chị ơi, hôm nay Giáng My bên em lại tiếp tục xả chiếc áo này với giá là 18k đúng không ạ? Nên chị nào mà muốn sở hữu chiếc áo em đang mặc trên người với giá là 18k thì để lại cho em comment nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Áo bên em có đủ size và đủ màu này. Đây là màu em đang cầm trên tay là màu da, còn đây là màu đen được chưa ạ? Đây là màu đen, còn đây là màu da các chị nhá. Nó hơi bị lóa. Rồi ok chị Hoa Đỗ Quyên này. Áo này bên em bán với giá là 18k một chiếc nha chị Hoa Đỗ Quyên nhá. Ok chị Hàn Hàn xin chào đấy ạ. Rồi ạ. Chị nào muốn sở hữu chiếc áo đang mặc trên người đây với giá là 18k thì để lại cho em comment 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Vâng, ok đúng rồi ạ, chính xác luôn. 18k một chiếc áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cơ hội chọn nhóm đúng không ạ? Một chiếc áo bên em đang bán em cầm trên tay đây với giá là 18k một chiếc nhá. Áp dụng cho những chị nào chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em được không ạ? Áo bên em rất là đẹp luôn và có đủ size dưới 65kg là chị mặc vừa nhá. Từ 40 tới 65kg là bên em có size được không ạ? Ok chị Liên Trần đúng không ạ? Thế thì em cứ kiểm tra đơn hàng của chị thấy inbox cho bên em để em kiểm tra đơn hàng của mình đúng không ạ? Giáng My bên em này tiếp tục xả chiếc áo này với giá là 18k đúng không ạ? 18k một chiếc áo này thôi, nên chị nào muốn sở hữu chiếc áo này của em với giá là 18k đúng không ạ? Thì để lại cho em comment nhá, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Vâng, ok chị chính xác luôn, chị Hoa Mẫu Đơn nhá. 18k một chiếc thôi chị nhá. Các chị lưu ý cho em là giá bán 18k là giá áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cơ hội chọn nhóm cho em được không ạ? Vì áo bên em bán rất là rẻ rồi, một chiếc áo mà chỉ có giá là 18k một chiếc thôi. Nên chị nào mà muốn sở hữu chiếc áo em đang cầm trên tay đây là màu da đúng không ạ? Màu da 18k, còn đây là màu đen 18k nhá. Thì để lại cho em comment 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Vâng, ok chị Nhẫn Nhẫn xin chào, em thấy chị rồi nhá. Rồi chị Nhã Quyên em cũng thấy chị rồi nhá. Rồi ok chị Phương Kẹo màu xanh đúng không ạ? 18k đúng không ạ? Rồi để lại cho em theo comment đi ạ. 18k một chiếc áo này với giá là 18k thôi. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em nhé. Để mua áo bên em với giá là 18k thì các chị nhớ chia sẻ đúng không ạ? Vì bên em đã bán giá áo này rất là rẻ rồi, một chiếc mà chỉ có 18k một chiếc thôi các chị nhé. Vâng ạ, ok chị Trương Đức Linh đúng không ạ? Rồi chị Nhẫn Nhẫn nhá, xin chào, chị lấy 18k màu da đúng không ạ? Áo bên có size từ size S cho tới size XL, từ 40 tới 65kg là bên có size nhá. Nên các chị mua hàng của em, các chị chỉ việc để lại cho em theo đúng comment nhá. Để lại luôn cả chiều cao cân nặng của em cho em luôn đúng không ạ? Xếp Hải Phòng là 30.000 nhá. Chị Kim Lan Lê lấy một chiếc áo màu da 18k, chị đã chia sẻ cho em chưa ạ? Vì cái giá bán này là giá bán áp dụng cho chị chia sẻ đúng không ạ? 18k áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ?
ạ? Vâng đúng rồi chị Lương Huệ nhá. Một chiếc áo mà bên em đây là màu xanh đang mặc trên người đúng không ạ? Với giá bán là 18k nhá. Còn đây là màu da với giá là 18k, đây là màu đen với giá bán là 18k đúng không ạ? Ok chị Lương Dung đúng không ạ? Chị Lương Dung có thể comment lại cho em trên cùng một dòng luôn và để luôn cho em cả chiều cao cân nặng để em chốt hàng cho nhanh nhá. Rồi ok này chị Bảo Ngân Thị nhá, chị Thúy Vi ok đúng rồi em thấy chị Thúy Huỳnh rồi nhá. Các chị ơi hôm nay dáng mi mẹ tiếp tục xả chiếc áo này với giá là 18k một chiếc thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc áo đang mặc trên người với giá là 18k thì để lại cho em nhá theo đúng comment này 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá bán bên em giá bán 18k là giá bán áp dụng cho anh chị chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cơ hội chọn nhóm cho em được không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Mời giá chỉ có 18k thôi. Nên các chị nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này với giá là 18k đúng không ạ? Rất đơn giản đúng không ạ? Rất đơn giản luôn nhá. Ok này, chị đợi em một chút đúng không ạ? Chị Vũ Huệ nhá. Ok chị Lê Hồng đúng không ạ? Chị Lê Hồng Giang đợi em một chút đúng không ạ? Rồi các chị nhanh chóng comment cho em và nhớ chia sẻ. 18k một chiếc áo này bên em chỉ bán cho những chị nào mà chia sẻ thôi các chị nhá. Còn những chị nào mà không chia sẻ rất tiếc em không thể bán giá 18k được. Bởi vì bên em đã bán giá rất là rẻ rồi, chiếc áo này chỉ có giá 18k thôi. Một chiếc áo mà chỉ có giá 18k thôi rất là rẻ đúng không ạ? Nên chiếc áo này là em áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cơ hội chọn nhóm đúng không ạ? Rồi ok chị Kiều Vi một chiếc màu đen 18k đúng không ạ? Vâng ạ, ok chị Thúy Huỳnh nhá, chị đã chia sẻ cho em chưa ạ? Ok chị Julie Hu đúng không ạ? Rồi để lại cho em theo comment nhá chị Julie Trần nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cơ hội chọn nhóm cho em nhá. Một chiếc áo bên em bán với giá 18k thôi. Nên các chị nhanh chóng chia sẻ cho em thì mới có giá này nhá. Không chia sẻ thì không bán giá này đâu ạ. Vì bên là bán giá lỗ vốn, áo này là xả hết toàn bộ áo này thôi các chị nhá. Bên hôm nay chỉ xả mỗi màu xanh, màu da và màu đen thôi, những màu khác bên không xả đâu ạ. Hôm nay bên chỉ xả màu này thôi chị nhá. Ok chị Lành Phan em thấy chị rồi đấy ạ. Ok chị Thúy An này, từ 40 tới 65 kg là bên có size được chưa ạ? Từ 40 tới 65 kg bên có size nhá, tức là từ size S cho tới size XL là bên có size nhá. Ok chị Chuyên Đặng này rồi, ok chị Lương Thị Dung nhá. Ok này, 18k thôi chị Lương Thị Dung để lại cho em theo cú pháp nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Ok chị Sao Băng em thấy chị rồi đấy ạ. Chân váy vẫn có bán luôn các chị nhá. Chân váy xòe vẫn có bán luôn đấy ạ. Nên chị nào muốn mua chiếc áo này bên em với giá là 18k thì nhanh tay đặt hàng luôn cho em trong livestream này đúng không ạ? Nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này với giá là 18k nhá. Giá này là giá áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cơ hội trợ nhóm được không ạ? Ok chị Ngọc Lan lấy một chiếc 18k màu xanh để lại cho em comment theo chính trên cùng một dòng và nhớ quay ra chia sẻ cho em nhá. Ok chị Lê Hồng Giang đúng không ạ? Rồi ok chị Trần Trần nó lấy một chiếc màu đen đúng không ạ? Rồi để lại cho em theo comment nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Có màu da, màu đen và màu xanh, màu nào cũng rất là đẹp các chị nhá. Màu nào cũng rất là đẹp và có đủ size, từ size S cho tới size XL, từ 40 tới 65kg là bên có size các chị nhá. Nên các chị mua hàng của em cứ để lại cho em theo đúng comment này 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Cái giá bán 18k là giá bán áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm các chị nhá. Nên các chị chia sẻ thì em mới bán giá 18k được, còn không chia sẻ thì bên không bán giá 18k được nhá. Nên các chị nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này với giá là 18k màu xanh đúng không ạ? Màu xanh, màu da và màu đen, màu nào cũng rất là đẹp luôn các chị nhá. Bên em có đủ size từ 40 tới 65kg là bên em có đủ size các chị nhá. Từ 40 tới 65kg là bên em có đủ size, tức là từ size S cho tới size XL là bên em có đủ size nhá. Nên các chị đặt hàng mua hàng giá 18k của em thì chỉ việc để lại cho em nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của các chị trên cùng một dòng comment và kèm luôn cả cái chiều cao cân nặng của các chị luôn cho em được không ạ? Ok chị Hải Hà em thấy chị rồi nhá. Ok chị Trang Trần này, chị Mỹ Phạm Hằng Nga đúng ạ. Rồi các chị ơi, các chị không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy quay ra chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Phải tương tác thì mới không bị ẩn comment các chị nhá. Rồi em cảm ơn chị Tương Bần Phạm đúng ạ. Rồi chị Nhẫn Nhẫn nhá, xin chào này. Chị Mai Mai xin chào chị luôn nhá. Rồi nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này với giá là 18k trên một chiếc áo này thôi. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân đúng không ạ? Ok này, 18k chia sẻ mới bán, còn không chia sẻ không bán được không ạ? Màu da, màu đen và màu xanh, màu nào cũng rất là đẹp luôn các chị nhá. Phối đồ rất là đẹp luôn đấy ạ, rất là đẹp luôn nhá. Áo này các chị có thể mặc sô vin hoặc là không sô vin, em thì em hay thích sô vin ấy. Các chị có thể sô vin hoặc không sô vin, mặc thường cũng rất là ok nhá. Mặc ở nhà kèm theo mặc cùng với quần cũng được ạ, cùng quần hoặc quần jean, quần sóc hoặc mặc bất cứ cái gì cũng đều ok hết nhá. Rồi ok chị Hải Hà đúng không ạ? Lấy màu da size L đúng không ạ? Rồi đã chia sẻ cho em chưa ạ? Ok chị Vân Anh em cảm ơn chị nhá. Em cảm ơn chị rất nhiều đúng không ạ? Ok chị Mây Nguyễn này 18k màu đen kèm luôn cả kèm luôn cho em cả cái số điện thoại luôn cho em nhá chị Mây Nguyễn nhá.
18k một chiếc chị My Lý Thiện nhá. 60kg mặc size XL cho em với chị Hoàng Minh Tuyết, để lại cho em theo đúng comment đúng không ạ? Và nhớ chia sẻ cho em đúng không ạ? 18k một chiếc áo thôi, áp dụng cho chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm nhá. Có cái dây áo rất là sang, mặc rất là sang và rất là đẹp luôn đấy ạ. Vô cùng sang và vô cùng đẹp nhá. Ok chị Hoa Đỗ Quyên này, em cảm ơn chị nhá. Ok chị Mai Thanh này, chị Bảo Ngân Thị đúng không ạ? Em xin nhắc lại chiếc áo này đúng không ạ? Hôm nay giá Mi B lại tiếp tục xả cái chiếc áo cổ V này có nơ ở đây với giá là 18k thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc áo của em với giá là 18k nhá, để lại cho em theo đúng comment 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Màu xanh đang mặc trên người là màu xanh rất đẹp đúng không ạ? Còn đây là màu da các chị nhá. Đây là màu da, còn đây là màu đen đây ạ. Màu đen mặc cũng rất là sang nhá. Chị nào mà hơi mập mập một chút thì các chị có thể mặc sang màu đen cũng đều ok nhá. Hoặc chị nào mà hơi người gầy nhem một chút thì các chị có thể mặc sang màu xanh hoặc là màu da rất là đẹp luôn đúng không ạ? Áo này thì vô cùng đẹp luôn, các chị có thể kết hợp với quần hoặc là của chân váy hoặc là bất cứ cái gì cũng đều ok hết nhá. Rồi muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy kết bạn Facebook với shop em và chia sẻ để không bị ẩn comment đúng không ạ? Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá, và em luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên like đúng không ạ? Nên các chị phải chia sẻ cho em thì tương tác thì mới không bị ẩn comment được chưa ạ? Hãy tương tác với em để không bị ẩn comment của mình nhá. Và em sẽ luôn luôn đọc được comment của tất cả các chị trên livestream của mình đúng không ạ? Rồi ok chị Hoàng Minh Tuyết lấy một chiếc màu đen đúng không ạ? Và chị Phượng Hoàng lấy một chiếc màu xanh đúng không ạ? Rồi 18k một chiếc này nhá. Hôm nay bên em xả toàn bộ chiếc áo này để em chuyển sang sản phẩm khác đúng không ạ? Lên các chị nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này nhá. Kiểu áo này các chị có thể mặc sơ vin hoặc là không sơ vin cũng đều ok hết đúng không ạ? Mặc sơ vin hoặc không sơ vin nhá. Em để mặc sơ vin. Còn các chị không thích sơ vin thì các chị có thể mặc như này cho em nhá đúng không ạ? Mặc như này thôi nhá, rất đơn giản thôi. Mặc với quần jean quần zip ở nhà mặc rất là đẹp luôn nhá. Có hai màu, có ba màu, màu xanh, màu da và màu ấy rất đẹp đúng không ạ? Ok chị nhẫn lại em một chút đúng không ạ? Ok chị Vân Anh lấy màu đen 18k đã chia sẻ cho em chưa ạ? Ok chị Yến Nhi nhá, 18k một chiếc thôi, áp dụng cho anh chị nào chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân nhá. Ok chị Trần Hà Hương này, em thấy chị comment của chị rồi đấy ạ. Ok chị Huyền Văn ơi, áo bên em có giá bán là 18k một chiếc nhá chị nhá. Chị lấy thì để lại cho em theo đúng comment 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại, sau đó là quay ra chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Áo màu da rất là đẹp luôn nhá, màu da. Còn đây là màu đen đúng không ạ? Màu đen, màu da, màu nào cũng rất là đẹp, màu nào cũng rất là sang luôn. Nên các chị hãy nhanh chóng sở hữu cho mình một chiếc áo màu da hoặc màu xanh mà rất là đẹp luôn. Em thấy mùa hè đang tới rồi ấy, rất là cần thiết trong mùa hè này đấy ạ. Ok chị Linh Ngọc ơi, một chiếc áo bên em có giá bán là 18k chị nhá. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm được không ạ? Ok chị Bảo Ngân Nguyễn lấy một chiếc màu đen 18k, chị cao 1m6, chị nặng 53kg, chị mặc size M cho em cho xinh nhá. Hiện tại em đang mặc trên người là size S nhá, còn cái size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều nhá. Ok chị Tương Bần Phạm đúng không ạ? Cảm ơn chị yêu rất nhiều. Ok này chị Nguyên Yến đúng không ạ? Chị Vân Anh đúng không ạ? Em thấy các chị rồi đấy ạ. Chị Loan Quách ơi, 18k một chiếc đấy chị nhá. 18k một chiếc được không ạ? Rồi các chị nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này với giá là 18k cho em luôn được không ạ? Áp dụng cho anh chị chia sẻ nhá. Các chị ơi, áo này các chị có thể mặc sơ vin hoặc là không sơ vin cũng đều ok hết nhá. Tại vì em mặc với chân váy thì em thường là em thích sơ vin, của các chị không thích mặc sơ vin thì các chị có thể mặc thường nhá. Mặc với quần jean hoặc là quần âu hoặc là quần sóc hoặc mặc với bất cứ cái gì cũng đều ok hết các chị nhá. Áo mặc không mặc chất rất là mát luôn và có cái nơ, cái kiểu của nó rất là đẹp luôn các chị nhá. Kiểu của áo rất là đẹp luôn đấy ạ. Vâng ạ, ok chị Phúc Phạm mà chị khó đoán đúng không ạ? Chị lấy màu đen thì để lại cho em comment nhá. Rồi các chị ơi, ok chị Cỏ Mai Hoa em đã thấy comment của chị rồi đấy ạ. Rồi đọc quá chút rồi. Ok chị yêu của em nhá. Ok chị Lê Bình này. Chị các chị ơi, hôm nay bên em xả áo này 18k nên các chị nhanh chóng đặt hàng luôn cho em để kết thúc 18k đúng không ạ? Nhanh chóng cho em đúng không ạ? 18k áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em nhá. Màu đen, màu da và màu xanh, màu nào cũng rất là đẹp luôn các chị nhá. Chị nào mà hơi mập mập một chút thì các chị có thể mặc sang màu đen cũng đều ok hết. Hoặc là chị nào có thể chị nào hơi gầy gầy một chút như em ấy thì các chị có thể mặc sang màu xanh hoặc là màu da đều ok hết nhá. Em cao 1m6 và em nặng 47kg, hiện tại em mặc size S đúng không ạ? Còn các chị từ 48kg cho tới 53kg thì các chị mặc size M cho em là đẹp đúng không ạ? Áo rất là đẹp luôn nhá. Em thấy mùa hè tới rồi ấy thì mình không thể thiếu những cái chiếc áo này khi mặc ra ngoài đường đâu ạ. Em thấy thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này đấy ạ. Mở giá của nó vô cùng rẻ luôn các chị nhá. Nên các chị nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream đúng không ạ?
À, chị Lương Bảo Lam ơi, 18k một chiếc áo này thôi nhá, 30.000 tiền ship nhá chị Hồ Thu Trang nhá. Để lại cho em theo đúng comment và nhớ chia sẻ cho em nhá. Rồi nhanh chóng nhanh chóng cho em luôn được không ạ? Vâng, ok chị Kiều Vi, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị Lan Huỳnh ơi, chị mua giúp em một chiếc đúng không ạ? Tại vì ở đây rất là nhiều chị mua nhá, nên một chị chỉ được mua một chiếc thôi đúng không ạ? Ok chị Mỹ Phẩm Hằng Nga để em một chút được không ạ? Chị Lương Dung ơi để em một chút nhá. Áo này em chỉ có màu da, màu xanh và màu đen thôi nhá, có 3 màu các chị nhá. Áo này các chị có thể mặc sô vin đóng thùng hoặc là không đóng thùng cũng đều là ok hết nhá. Với giá của nó hôm nay giá Mi em tiếp tục xả nhá, xả chiếc áo này với giá 18k đúng không ạ? Chị Phương Hoàng ơi, chị 56kg thì chị mặc size L cho em nhá, mặc size L rất là đẹp luôn đấy ạ. Mùa hè tới rồi mình lên sắm, các chị lên sắm cho mình một chiếc áo đi, em thấy rất là cần thiết. Tại vì cái kiểu áo nó rất là sang và rất là đẹp luôn các chị nhá, rất là sang và rất là đẹp luôn. Mặc được rất là nhiều kiểu luôn nhá, đóng thùng không đóng thùng. Chị nào không thích cái nơ này có thể bỏ cái nơ này ra nhá. Em thì em thích nơ thì nhìn đáng yêu là xinh hơn đấy ạ. Ok nhá, chị Mỹ Phẩm Hồng Trâm em đã thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị ơi xoay ở ngoài Hà Nội, chị Tuyết Phạm nhá. Chị Thùy Dương ơi, ok để em một chút được không ạ? Chị Thùy Dương để em một chút nhá. Chị Mỹ Lý Thiên 47kg, chị mặc size S cho em được không ạ? Áo này bên em không có màu trắng, em xin nhắc lại chiếc áo này nhá. Áo này có giá là 18k, áp dụng cho những chị nào chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Áo cổ V rất là đẹp và rất là sang luôn các chị nhá. Áo cổ V rất là đẹp và rất là sang luôn. Có màu đen, màu da và màu xanh, màu nào cũng đẹp và màu nào cũng yêu các chị nhá. Ok, chị Tuyết Phạm để em một chút được không ạ? Ok chị Nguyễn Ngọc Kiều Vi nhé, để em một chút đúng không ạ? Chị Chiến Trang 52kg mặc size M cho em nhé. Các chị yêu của em ơi, các chị không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ và tương tác với em thì sẽ không bị ẩn comment bao giờ luôn các chị nhé. Phải chia sẻ thì mới không bị ẩn comment các chị nhé. Vì nhiều khi là các chị không chia sẻ thì em cũng không đọc comment các chị được. Tại vì cái lượng comment rất là nhiều luôn đấy ạ. Ok chị Mỹ Phẩm Hàng Nga để em một chút nhé. Rồi nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong live stream này nhé. Chị Thùy Linh 52kg, chị mặc size M cho em đúng không ạ? Đợi em một chút nhá, chị Kiều Linh đợi em một chút đúng không ạ? Các chị nhanh chóng cho em đúng không ạ? Em chỉ chốt cái giá 18k này trong khoảng 5 phút nữa thôi các chị nhá. Em sẽ dùng một chiếc đồng hồ bấm giờ để em bấm giờ đúng không ạ? Em sẽ chốt cái áo 18k này trong khoảng 5 phút nữa thôi. Nên có chị nào mà muốn đặt hàng của nhà em thì để lại cho em theo comment nhá, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Em chỉ chốt đơn hàng 18k trong khoảng 5 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái giá bán 18k đúng không ạ? Nên còn chị nào mà chưa đặt được hàng thì các chị hãy nhanh chóng comment và chia sẻ đúng không ạ? Nhanh chóng comment và chia sẻ cho em để em chốt đơn hàng 18k cho tất cả mọi người đúng không ạ? Em sẽ chốt cái mà 18k trong khoảng 5 phút nữa thôi các chị nhá. Nên chị còn chị nào mà chưa chia sẻ thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Còn chị đã chia sẻ rồi thì comment cho em đã chia sẻ để em nhìn thấy tất cả mọi người đúng không ạ? Rồi 18k một chiếc chị Nga Nguyễn nhá, nhanh chóng cho em nào. Muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ và tương tác với em để không bị ẩn comment đúng không ạ? Ok chị Kim Khô Tiên, chị không thích có thể đi ra ngoài giúp em được không ạ? Rồi chị Minh Chiến Trang nó đặt 2 chiếc màu xanh đúng không ạ? Chị ơi một chị chỉ được mua một chiếc thôi ạ. Rồi chị Tuyết Phạm ơi 42kg thì chị mặc size S cho em thì nhá. Mặc size S cho em rất là xinh. Hiện tại em cao 1m6 và em nặng 47kg em vẫn mặc size S đấy ạ. Kiểu áo này thì các chị có thể mặc sô vin hoặc là không sô vin cũng đều ok hết nhá. Các chị ơi đã qua thời gian hơn 1 phút đồng hồ rồi ạ. Nên còn chị nào mà chưa mua được áo bên em 18k thì nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong live stream này đúng không ạ? Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment và em sẽ nhìn thấy comment của tất cả mọi người đúng không ạ? Em sẽ chốt cái giá 18k này trong khoảng 4 phút nữa thôi các chị nhá. Trong khoảng 4 phút nữa thôi là em sẽ chốt cái 18k đúng không ạ? Nên còn chị nào chưa đặt hàng được thì nhanh chóng đặt hàng luôn cho em được không ạ? Thời gian trôi qua rất là nhanh đúng không ạ? Chỉ còn hơn 3 phút đồng hồ thôi là em sẽ ngừng bán 18k rồi. Nên còn chị nào mà chưa đặt được hàng thì các chị hãy đặt hàng luôn cho em trong livestream này nhá. 18k một chiếc chị thông báo Messenger nhá. Chị Tuyết Phạm 42kg mặc size S cho em vừa trả lời chị rồi đấy ạ. Chị Sương Lê Minh ơi, màu da 18k để lại cho em comment và nhớ chia sẻ cho em đúng không ạ? Ok chị Tuyên Thủy nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này.
Em chỉ còn 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc bán 18k rồi. Nên còn chị nào mà chưa đặt được hàng bên em với giá là 18k thì cũng nhanh chóng đặt hàng luôn cho em được không ạ? Các chị ơi, các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment, và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người đúng không ạ? Mà khi em đã nhìn thấy comment của tất cả mọi người thì em sẽ đọc và chốt đúng không ạ? Nhanh chóng cho em nào. Ok chưa ạ? Rồi, ok chị Tô Phương Thanh em thấy chị rồi nhá. Ok chị Bằng Lăng Tím đúng không ạ? Lấy chiếc màu da đúng không ạ? Chị đã chia sẻ cho em chưa ạ? Các chị ơi, áo này bên em mặc được rất nhiều kiểu nhá. Các chị không thích mặc đóng thùng như em thì các chị có thể mặc bình thường nhá. Mặc bình thường cũng đều ok nhá, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Kết hợp với quần short hoặc là quần jean hoặc là bất cứ cái gì cũng đều ok hết nhá. Áo cổ V thì vô cùng sang trọng và vô cùng đẹp luôn nhá. Chân váy bên cũng bán luôn nhá. Bán luôn cả một set này luôn được chưa ạ? Bán luôn cả một set này luôn. Nên còn chị nào mà chưa đặt được hàng bên em, nhanh chóng chia sẻ luôn cho em để em chốt 18k tất cả mọi người đúng không ạ? Nhanh chóng đặt hàng luôn cho em 18k để em chốt tất cả mọi người đúng không ạ? Các chị ơi, thời gian chúng ta rất nhanh rồi, chỉ còn hơn 2 phút đồng hồ nữa thôi là em sẽ ngừng bán 18k rồi các chị nhá. Nên còn chị nào mà chưa đặt được hàng bên em với giá là 18k thì cũng nhanh chóng comment cho em nào. Nhanh chóng comment cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại. Các chị lưu ý giúp em, cái giá bán 18k là cái giá bán áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em đúng không ạ? Tương tác tích cực với bên em đúng không ạ? Tương tác tích cực và chia sẻ thật nhiều đúng không ạ? Chia sẻ thật nhiều thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người nhá. Mà em đã nhìn thấy comment của tất cả mọi người thì em sẽ đọc đúng không ạ? Được chưa ạ? Rất là đơn giản luôn đúng không ạ? Để mua áo bên em với giá là 18k thì các chị chỉ việc làm cho em theo đúng 2 bước thôi nhá. Bước 1 là các chị comment này, comment 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại. Bước 2 nhớ quay ra chia sẻ cho em nhé, 3 lần tra cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Áo bên em có 3 màu này, màu da, màu đen và màu xanh, màu nào cũng rất là đẹp luôn nhá. Chị nào mà hơi gầy gầy một chút như em thì các chị có thể mặc sang màu da nhá. Còn chị nào mà hơi mập mập một chút ý, thì có thể mặc sang màu đen đúng không ạ? Màu nào cũng rất là đẹp luôn nhá. Size của nó từ 40 tới 65kg là bên em có đủ size nhá. Tức là từ size S cho tới size XL là bên em có size của chiếc áo này được chưa ạ? Nên các chị nhớ cả kèm theo cả chiều cao cân nặng cho em luôn được không ạ? Rồi, chỉ còn 1 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc bán 18k nhá. Nên còn chị nào chưa mua được áo bên em với giá là 18k thì anh nhớ nhanh chóng comment và chia sẻ để không bị ẩn comment đúng không ạ? Mà đã không bị ẩn comment thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy các comment của tất cả mọi người và em sẽ đọc đúng không ạ? Em sẽ ưu tiên những chị nào mà nổi lên trên live của em nhiều nhất đúng không ạ? Nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này đúng không ạ? Giá bán 18k, các chị lưu ý giúp em này, giá bán 18k là cái giá bán áp dụng cho anh chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất và tương tác tích cực nhất với bên em đúng không ạ? Nhanh chóng, ngay còn chị nào mà chưa đặt được hàng em nhớ comment cho em nhá. Ok chị Ly Huỳnh, em đã thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok chị Phước Minh nhá, một chiếc màu da đúng không ạ? Nào nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này nào. Ok chị Trang Cương này, chị Trang Cương lấy một chiếc 18k màu đen, chị đã chia sẻ cho em chưa? 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em chưa ạ? Ok chị Hoàng Nguyễn, một chiếc 18k đúng không ạ? Rồi nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này nào. Rồi 18k áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cơ hội trợ nhóm cho em nào, nhanh chóng cho em nào. Rồi em chuẩn bị kết thúc giá 18k rồi các chị nhá. Các chị ơi, hiện tại thì chiếc đồng hồ của em đã là 5 phút rồi các chị nhá. Nên bây giờ em sẽ ngừng bán 18k, các chị vui lòng không comment 18k nữa cho em trên live đúng không ạ? Rồi chị nào đang xem live, những chị đang xem live của em thì có thể comment cho em là ngừng livestream hết 18k, không bán 18k nữa đúng không ạ? Để em bắt đầu chốt đúng không ạ? Nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này nhá. Nên còn chị nào mà chưa comment và chưa chia sẻ, các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ nhá, để em nhìn luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người đúng không ạ? Mà khi nhìn thấy comment của tất cả mọi người thì em sẽ chốt tất cả cho mọi người đúng không ạ? Nên nhanh chóng đặt hàng luôn cho em nhá. Rồi ok này, em thấy comment của chị Kim Chi rồi đấy ạ. Em sẽ ưu tiên những chị nào mà chia sẻ nhiều nhất đúng không ạ? Rồi, ok nhá, em xin chúc mừng chị Tương Bận Phạm, chị có đây không ạ? Hôm nay là chị rất may mắn đúng không ạ? Em luôn luôn nhìn thấy comment của chị đúng không ạ? Em luôn luôn nhìn thấy comment của chị, tức là chị đã chia sẻ và tương tác rất tích cực với em đúng không ạ? Rất là nhiều đúng không ạ? Ok này, rồi em cảm ơn chị, ngừng bán 18k hết 18k rồi nhá. Nên các chị đang xem live của em thì có thể comment cho em là ngừng bán 18k hết 18k. Em không bán 18k nữa, lên từ giây phút này trở đi những chị nào mà comment 18k thì em sẽ hủy kết quả ngay lập tức, ngay luôn và ngay đúng không ạ? Ngừng 18k, ok chị Huệ Mai nhé, cảm ơn chị. Rồi em sẽ chốt này, xin chúc mừng chị Tương Bần Phạm, chị Tương Bần Phạm có đây không ạ? Chị Tương Bần Phạm số điện thoại 0943322069. Xin chúc mừng chị là người đầu tiên đã mua được váy, đã mua được áo của bên em với giá là 18k nhá. Xin chúc mừng chị nào. Chị tiếp theo đúng không ạ? Nên các chị nào mà chưa chia sẻ, các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ luôn để em luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người và không để không bị ẩn comment đúng không ạ? Rồi nhanh chóng cho em nào. Ok là em thấy chị Như Nguyễn rồi nhá.
chị đã chia sẻ cho em rồi thì các chị hãy comment lên trên like cho em biết là các chị đã chia sẻ bao lần để em nhân viên em sẽ chia sẻ của từng chị một đúng không ạ? Ok chị Hải Hà rồi, ok chị yêu của em nhá, ok chị Thiên Bình Nhi nhá, rồi ok chị Như Quỳnh Cherry đúng không ạ? Rồi các bây giờ thế này nhá, các chị đã chia sẻ rồi thì các chị comment lên trên like cho em biết là các chị đã chia sẻ bao lần để em check đúng không ạ? Để nhân viên em check chia sẻ đúng không ạ? Ok chị Linh Ngọc em vẫn đang chốt đúng không ạ? Em xin chúc mừng chị đầu tiên là chị Tương Bần Phạm đã mua được áo của bên em với giá là 18k nhá chị nhá. Chị nhanh chóng bổ sung địa chỉ cho em cũng như là số điện thoại và chiều cao cân nặng cũng như là màu để em chốt đơn hàng 18k cho chị nhá. À, cho chị Tương Bần Phạm đúng không ạ? Rồi em xin chúc mừng chị thứ hai. Chị thứ hai là chị Nguyễn Thùy Dương, số điện thoại là 01 01688 bao nhiêu đây? 909688 đúng không ạ? À, em xin chúc mừng là chị là người thứ hai mua được áo bên em với giá là 18k nhá. Xin chúc mừng chị đầu tiên là chị Tương Bần Phạm này. Chị thứ hai là chị Nguyễn Thùy Dương đúng không ạ? Ok, xin chúc mừng hai chị này. Em sẽ chốt tiếp một chị tiếp theo nhá. Ok chưa ạ? Chị nào mà đã chia sẻ rồi thì comment lên trên like cho em là đã chia sẻ để em check chia sẻ của từng chị một đúng không ạ? Rồi đợi em một chút em sẽ bán hàng nhá. Đợi em một chút em sẽ bán hàng này. Đợi em một chút là em sẽ chốt nó cho một chị nữa đúng không ạ? Em xin chúc mừng chị tiếp theo là chị Mai Trang Nguyễn Thị có đây không ạ? Chị Mai Trang Nguyễn Thị có đây không ạ? Số điện thoại 01668880631 đúng không ạ? Xin chúc mừng chị là người thứ ba nhá. May mắn mua được áo bên em với giá là 18k đúng không ạ? Xin chúc mừng ba chị em vừa đọc tên, ba chị em vừa đọc tên ấy, nhớ nhanh chóng này, bổ sung địa chỉ cho em cũng như là bổ sung địa chỉ này và tên đúng không ạ? Tên để em mà chốt được hàng 18k cho chị nhá. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép quay ra bán hàng luôn đúng không ạ? Em đã chốt cho ba chị tương tác tích cực với em đúng không ạ? Em ưu tiên những cái chị nào mà chia sẻ và comment không bao giờ bị ẩn và em luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả các chị đúng không ạ? Còn bây giờ là em xin phép quay ra bán hàng luôn nhá. Ngừng bán 18k, hết 18k rồi nên các chị đừng comment 18k nữa mà em xin phép quay ra bán hàng luôn đúng không ạ? Các chị ơi, các chị áo này bên em có giá rất là rẻ luôn các chị nhá. Size của nó là size từ 40 cho tới 65kg là bên em có size được chưa ạ? Ok chị Mỹ Loan đúng không ạ? Ngừng 18k rồi nên các chị đừng comment 18k nữa mà bây giờ em xin phép quay ra bán hàng luôn đúng không ạ? Ba chị em vừa đọc tên thì nhanh chóng bổ sung địa chỉ để em chốt đơn hàng 18k với ba chị đấy trong sáng mai đúng không ạ? Ok chị Nguyễn Lan nhé, đợi em một chút để mai em sẽ check đơn hàng của chị đúng không ạ? Ok chị Thoa Nguyễn kêu tên em đi đúng không ạ? Ok chị Lê Thủy Tiên, em thấy chị nhá rồi. Em bây giờ em xin phép quay ra bán hàng luôn và trở về cái chiếc áo này với cái giá gốc thật và giá thật của nó đúng không ạ? Áo phông chéo là cái áo V18 hôm trước em có livestream đúng không ạ? Màu đỏ đô đúng không chị? Chị inbox cho em và chụp hình lại cho em nhá. Rồi áo này bên em có mã là V68 các chị nhá. V68 em được chưa ạ? Giá bán của nó rất là rẻ luôn. Chị nào mà hôm nay không may mắn mua được áo bên em với giá là 18k thì hãy tích cực ở những cái livestream sau đúng không ạ? Vào những cái chương trình giờ vàng giá sốc các chị nhá. Đầu chương trình em hay có chương trình tặng quà đấy. Nên các chị nhớ theo dõi giúp em và bật chế độ theo dõi và chế độ ưu tiên xem trước của giúp em đúng không ạ? Còn bây giờ em sẽ xin quay trở về với giá gốc của cái chiếc áo này nhá. Mã này bên em là mã V68 đúng không ạ? V68 nhá. Bên em có màu đen, màu da và màu xanh như là mặc trên người nhá. Giá của chiếc áo này vô cùng rẻ luôn nhá. Giá chỉ có 180.000 một chiếc váy này thôi. Một chiếc áo này thôi nên chị nào mà muốn đặt hàng cái áo này của nhà em, để lại cho em comment là V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình được không ạ? Với giá bán của nó là 180.000 thôi các chị nhá. Vô cùng đẹp và vô cùng rẻ luôn đấy ạ. Trên cửa hàng Giáng My hiện tại chiếc áo này của em đang bán với giá là 260.000 đúng không ạ? Nhưng trong livestream này em giảm từ 260 xuống còn 180.000 một chiếc áo này thôi ạ. Nên chị nào mà muốn mua chiếc áo này của em để lại cho em nhá. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại với giá bán chiếc áo này là 180.000 đúng không ạ? Rồi chốt đơn chị Thúy Hằng là chiếc đầu tiên đúng không ạ? Chốt là chị Mỹ Phẩm Hằng Nga là chiếc thứ hai nhá. Chị Phúc Sơn là chiếc thứ ba đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Hằng là chiếc thứ tư đúng không ạ? Rồi chị Kim Chi Chi Nguyễn là chiếc thứ năm đúng không ạ? Rồi nhanh chóng cho em comment theo đúng cú pháp cho em nhá. Có số điện thoại có địa chỉ mới chốt nhá. Rồi cho chị Nguyễn Hằng V68 màu đen chiếc tiếp theo này. Chị My Lý Thiên chốt tiếp theo V68 đúng không ạ? Chị Hằng Nguyễn chốt tiếp theo này. Ok chị Mai Thanh V68 đúng không ạ? Rồi nhanh chóng cho em nào. Có số điện thoại mới chốt đúng không ạ? Có số điện thoại và có mã mới chốt. Không có số điện thoại, không có mã thì em sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Rồi các chị cứ việc để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại với giá bán của chiếc áo này là 180.000 đúng không ạ? Rồi em cho đơn rất nhiều chị nhá, các chị thông cảm cho em đúng không ạ?
Hiện tại thì cái lượng comment rất là nhiều nên các chị chỉ việc để lại cho em theo đúng cú pháp nhá. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Với giá bán của chiếc áo này là 180.000 đúng không ạ? Mã của nó là mã V68 đúng không ạ? Nên các chị đặt hàng để lại cho em theo comment nhá. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá bán 180.000 một chiếc áo này thôi. Giá bán 180 đúng không ạ? Chị Hào Lê ơi, hôm nay mình không may mắn mua áo bên em với giá là 18k đúng không ạ? Thì chị đợi ở những cái livestream sau vào những cái livestream giờ vàng giá sốc của em nhá. Thì chị hãy săn hàng giá rẻ của nhà em nhá, chị Hào Lê nhá, đừng buồn hôm nay đúng không ạ? Rồi, chị Thu Hương Nguyễn chốt đơn rồi nhá. Ok, chị Nguyễn Lan đúng không ạ? Chị Nguyễn Lan ơi, nhà em vẫn chưa chốt hàng với chị đúng không ạ? Thì chị đợi để sáng mai nhắc nhân viên nhà em đúng không ạ? Chị Nguyễn Lan đừng buồn nhá, sáng mai nhắc nhân viên nhà em luôn nhá. Rồi, còn bây giờ em xin phép quay ra bán hàng rồi đấy ạ. V68 với giá bán của nó là 180.000 một chiếc thôi. Màu da, màu đen và màu xanh. Size từ 40 tới 65kg là bên em có đủ size được không ạ? Rồi 180.000 thôi các chị nhá. 180.000 thôi ạ. Để lại số điện thoại mới chốt hàng được không ạ? Không để lại số điện thoại và không để mà em sẽ không chốt hàng được không các chị nhá. Nên các chị mua hàng của em, chân váy bên em vẫn có giá bán là 160 nhá. Chị nào thích chân váy thì comment cho em chân váy và kèm theo số điện thoại. Chị nào thích lấy cả set điện thoại trên người thì comment cho em cả set và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Cao Trúc Linh ơi, hôm nay em đã bán hết 18k rồi nhá, nên chị đừng comment 18k nữa nhá. Rồi chị Minh Phương cũng thế luôn đúng không ạ? Rồi lấy size nhiều nhất là size S đúng không ạ? Em đang mặc trên người hiện tại là một chiếc size S nhá đúng không ạ? Ok, chị Mỹ Phẩm Hồng Nga đúng không? Hôm nay mình không may mắn thì chị đợi những cái livestream sau của em thì biết đâu chị là người may mắn mua được áo bên em với giá là 18k đúng không ạ? Nên các chị đừng buồn nhá. Rồi chị Phùng Hồ chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Quỳnh Thư chốt đơn rồi, chị Kim Trung chốt đơn rồi đấy ạ. Ok, chân váy 160, chân váy xếp ly nhá. Chân váy 160 được chưa ạ? Chị nào mà thích chân váy thì comment cho em chân váy và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chân váy xếp ly rất là đẹp luôn đấy ạ. Mặc rất là sang luôn các chị nhá. Rồi cứ để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại được không ạ? Mua bà chủ được không ạ? Em bà chủ em chỉ là nhân viên thôi anh ạ. Ok nhá, anh Tommy Huỳnh cảm ơn anh nhá. À, chị ok, chị Thủy Nguyễn xin chào này. Rồi còn chị nào muốn mua sở hữu chiếc áo này bên em với giá là 180.000 với mã là V680 thì cứ để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá. Em sẽ chốt chốt cái mã này trong khoảng 10 phút nữa thôi các chị nhá. 10 phút nữa thôi. Nên các chị nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream đúng không ạ? Các chị mua tại cửa hàng của em giá chiếc áo này với giá bán của nó là 260.000 nhá. Nhưng trong cái livestream này em sẽ giảm cho các chị từ 260 xuống từ còn 180.000 một chiếc đúng không ạ? Chị Trầm hết ơi, 180 chị nhá. Chân váy 55kg mặc size L cho em nhá, chị Thu Hương Nguyễn nhá. Chị Minh Phương 63kg mặc size XL cho em nhá. Chị Huyền Khánh 180 chị nhá, mã V68 chị nhá. Chị Mỹ Phẩm Hằng Nga hôm nay mình không may mắn thì để lại cho em đúng không ạ? Ok, chị Giang Giang lấy V68 cứ comment cho em. Các chị cứ có việc comment cho em này. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là rẻ đấy ạ. Cái giá bán chợ này thực sự là quả thật 180.000 thực sự là nó quá rẻ luôn ấy. Thực sự là quá rẻ luôn ý ạ. Rồi chị Hà Tùng Bách chốt đơn rồi, chị Nguyễn Minh Trang tốt điên chốt đơn cho chị rồi đấy ạ. Với giá bán chiếc áo này là 180.000 đúng không ạ? Màu da, màu đen và màu xanh nhá, màu nào cũng đẹp và màu nào cũng yêu. Chị nào mà hơi gầy như em một chút thì các chị có thể mặc sang màu xanh hoặc màu da nhá. Còn chị nào mà hơi mập bằng một chút ấy, thì các chị có thể mặc sang màu đen đúng không ạ? Màu đen rất là sang, rất là đẹp luôn. Đằng trước cái áo này có một cái nơ và cái cổ V của nó các chị ơi, các chị lưu ý xem nhá. Cái áo này cái cổ V của nó vô cùng sang, thực sự vô cùng sang luôn các chị nhá. Rồi chị Kim Dung chốt đơn rồi, chị Ngọc Anh Nguyễn chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Hằng Phan chốt đơn, chị Văn Hiến chốt đơn, chị Văn Hiến ơi, chị có thể comment lại cho em trên cùng một dòng đúng không ạ? V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em nhá, chị Văn Hiến nhá. Ok này, chị Cuti chốt đơn rồi, chị Duy Trần chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Mai Thanh vừa xong là ba chị em vừa học tên thì chị nhớ xem lại cho em nhá. Ok, anh Tommy Hào đúng không ạ? Rồi ok, em cảm ơn anh nhá, Tommy Huỳnh đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn sở hữu mã V68 của em thì cứ việc comment cho em nhá. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Bi Trần ơi, bên em đã gọi điện chốt đơn hàng với chị chưa? 18k chị chưa ạ? Ok, chị Hiền Ngọc V68 để lại cho em nhé. Em xin nhắc lại chiếc áo này có giá bán là 180.000. Em sẽ chốt cái mã này 180.000 trong khoảng 18 phút nữa thôi các chị nhé. Trong khoảng 8 phút nữa thôi, nên có chị nào đặt hàng thì em cứ để lại cho em nhé. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? 8 phút nữa thôi em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Nên còn chị nào mà mua để lại cho em được không ạ? Ok, chị Bi Trần bên đó gọi điện chốt hàng với chị chưa? Chị có thể inbox cho em được không ạ? Với giá 18k nhá. Chị Lê Huỳnh ơi, 18k hết 18k rồi, em bán ở đầu chương trình rồi chị nhá. Ok, chị Uyên Lily V68 chốt đơn màu da tiếp theo, chị Văn Hiến chốt đơn rồi đấy ạ. Ok, rồi rất nhiều chị em để V68 rồi và em không kịp đọc thì mong chị thông cảm cho em nhá. Cứ để lại cho em V68, bên em sẽ gọi điện lại chốt hàng.
chốt màu, chốt size, chốt tiền, sau đó mới gửi hàng từ Hà Nội đi các tỉnh đúng không ạ? Em là người Hà Nội nhá anh nhá. Ok, chị Mùi Nguyễn chốt đơn V68, chị Hộp Thư Nguyễn đúng không ạ? V68180 được chưa ạ? Em xin nhắc lại chiếc áo này V68 em có giá bán là 180.000 một chiếc nhá. Áp dụng cho chị nào mà chia sẻ đúng không ạ? Ok, chị Hà Thanh Huế quả 18k hết rồi chị nhá. Lên vui lòng không comment 18k nữa đúng không ạ? Chân váy bên vẫn có giá bán là 160.000 một chiếc đúng không ạ? Chân váy bên vẫn có giá bán là 160.000 nhá. Còn áo bên có giá bán là 180.000. Ok, chốt đơn chị Thủy Nguyễn 180 tiếp theo nhá. Chị Đào Anh Tăng chốt đơn rồi nhá. Ok, chị gì đi ạ? Chị Bé Ti, chị Trang Hoàng, chị Trần Tiên chốt đơn tất cả các chị nhá. Rồi ok, rất nhiều chị đang để nhá. Rồi cứ để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Ok, chị Trinh Linh lấy V68, comment lại cho em V68 chứ không phải V69 đâu chị nhá. Chị Mỹ Trinh ơi, 180 đúng không ạ? 180.000 một chiếc chị nhá. Để lại cho em comment nào V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá. Các chị ơi, áo này bên em thì có thể mặc được rất nhiều kiểu nhá. Không sô vin hoặc là sô vin cũng đều là ok hết. Và cái chất liệu của nó thì vô cùng đẹp, vô cùng sang và vô cùng thoáng mát các chị nhá. Không phải chất liệu thường đâu chị nhá. Không phải chất liệu thường đúng không ạ? Rồi, chị Thu Hương Nguyễn để lại cho em comment V68 với giá bán 180 đúng không ạ? Ok, chị Quỳnh Dương, chị Trần Thị Phương chốt đơn, chị Trang Hoàng chốt đơn chị rồi nhá. Ok các chị này, cứ để lại cho em V68 với giá bán 180 đúng không ạ? Ngày mai em sẽ chốt hết đơn hàng này đúng không ạ? Sẽ chốt hết cái mã V68 của chị. Ok, chị Loan Nguyễn 56kg mặc size L cho em nhá. Mặc size L cho em này, chị Phan Phương Anh này, áo chị mặc bao nhiêu? 180 nhá chị nhá. Chị Phan Phương Anh để lại cho em V68 với giá bán 180 đúng không ạ? Ok, chị Trần Minh Hằng chốt đơn, chị Hoàng Trang chốt đơn, chị Nguyễn Phương chốt đơn rồi đấy ạ. Ok, chị Trần Minh chốt đơn rồi đấy ạ. Ok, chị Thảo Linh chốt đơn, ok chị nhá. Ok, chị Linh Trần chốt đơn nhá. Rồi ok, cứ để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V68 em có đủ size từ 40 tới 65kg, các chị mặc vừa cho em nhé. Em sẽ chốt cái V68 trong khoảng 7 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Mua tại cửa hàng của em với giá bán là 260, nhưng trong cái livestream này em giảm từ 260 xuống còn 180.000 một chiếc đúng không ạ? Rồi 180.000 nhá chị Hà Như Quỳnh nhá. Chị Phan Phương Anh 180 nhá, chị Hà Như Quỳnh 180 đúng không ạ? Đợi em một chút nhá. Chị Nguyễn Thi V68 màu đen 56kg mặc size L cho em, để lại cho em theo số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Chị Minh Mốc 58kg mặc size L cho em, cứ để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Các chị ơi, có mã có số điện thoại mới chốt được hàng đúng không ạ? Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng đúng không ạ? Không có mã, không có số điện thoại thì em sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Có size M chị Mai Thanh nhá, chị Quỳnh Vân ơi 180 chị nhá. Chị Đào Anh Tăng ok size L đúng không ạ? Để lại cho em theo comment nào. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Phương Trang để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Ok, chị Nguyễn Hằng chốt đơn rồi đấy ạ. Các chị ơi, ok chị Minh Mốc chốt đơn, chị Quý Sáng chốt đơn, chị Trinh Linh chốt đơn rồi nhá. Ok, chị Hiền Ngọc chốt đơn V68. Các chị em xin nhắc lại đúng không ạ? V68 em vẫn có giá bán là 180.000 nhá. Với giá bán của nó là 180.000 đúng không ạ? 180.000 một chiếc đúng không ạ? Ok, chị Bảo Long Chân Nguyễn, hôm nay mình không may mắn mua áo bên em với giá là 18k thì chị ấy đợi ở những cái livestream sau đúng không ạ? Biết đâu chị lại là người may mắn mua áo bên em với giá là 18k nhá. Ok, chị Nguyễn Thi để lại cho em theo cú pháp V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Minh Phượng ơi, áo này không trễ đâu ạ, mặc rất là sang luôn chị nhá. Rất là sang, đây là do em kéo xuống đấy ạ, không phải đâu ạ. Ok, chị Kim Chi Chi chốt đơn, chị Bông Tuyết chốt đơn, chị Kiều Dương chốt đơn rồi nhá. Ship quần 8 30.000 em ở ngoài Hà Nội nhá. Chân váy 160 chị Lò Tuấn nhá. Ok này, chân váy 160 chị đó thích lấy cả set của em thì để lại cho em cả set nhá. Cả set và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Màu da, màu đen và màu xanh, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang, với giá bán chiếc áo này là 180.000 một chiếc thôi chị nhá. Ok, chị Trâm Nguyễn chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Phương Trang V68 58kg màu đen để mặc size L cho em nhá. Để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Các chị ơi, các chị chỉ việc để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Thì mới chốt được đơn hàng các chị nhá. Không có mã và không có số điện thoại, em sẽ không chốt được hàng cho các chị đâu ạ. Chân váy có size, hiện tại chân váy em đang mặc là size S, em cao 1m6 nặng 47kg và em hiện tại đang mặc là size S các chị nhá. Rồi cứ để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại mình cho em nào. Chị Thảo Trần chốt đơn rồi đấy ạ. 180 chị Mẫn Thị Vui nhá, giá bán 180. Chị Mai Lương ơi có size XXL, ok chị yêu nha, để lại cho em V68 nào. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Ok chị Ba La Lương đúng không ạ? 180 để lại cho em nhá. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Chân váy hơi co giãn một chút chị Lê Thúy nhá, để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nào. Ok chị Phương Trang comment lại cho em nhá. Chị để mua số điện thoại không thì sẽ không chốt được hàng đâu các chị nhá. Để lại cho em theo đúng cú pháp trên cùng một dòng comment V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Với giá bán của chiếc áo này V68 là 180.000 một chiếc đúng không ạ? Giảm từ 260 xuống còn 180.000 một chiếc nhá.
body cúc ngực xem ở trên trang chủ cho em chị Thảo Phương Phan Nguyễn ơi, để lại cho em V68 với giá bán là 180.000 nhá. Ok này. Ok chị My Trần ơi, có thể là đơn hàng bên em nhiều quá nên chị có thể inbox lại cho em được không ạ? 180.000 nhá chị BB bóng nhá, chị mắt lương 60kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị Bi Trần ơi đừng lo, chị đừng lo đúng không ạ? Đừng lo cho em nhá. Cứ inbox lại cho em và mai sẽ báo nhân viên đúng không ạ? Sẽ báo nhân viên chốt hàng chị nhớ hôm trước đúng không ạ? Chị yên tâm nhá. Ok chị Lan Trương ơi 180 nhá, để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Bi Trần mày đừng buồn nhá. Ok này mai mất nhân viên luôn này. 60kg mặc size XL cho em nhá. Ok chị Linh Trần chốt đơn này chị chờ. Chị Lê Thủy ơi, chân váy hơi co giãn một chút, để lại cho em chân váy và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Cả set đang mặc đúng không ạ? Áo 180, chân váy 160 được chưa ạ? Ok chưa ạ? Chất vải của nó thì không phải nghĩ luôn các chị nhá. Ok, chốt đơn chị Phương Thu Hồ tiếp theo rồi. Cứ để lại cho em V68 với giá bán 180 kèm màu và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Ngày mai bên em sẽ chốt đơn hàng với các chị nên các chị đừng lo nhá. Chốt màu, chốt size, chốt tiền sau đó mới gửi hàng từ Hà Nội các tỉnh đấy ạ. 180 nhé chị mầm non Tigon đúng không ạ? Chị Mai Lương comment lại cho em trên cùng một dòng V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Để không bị chơi hàng của mình đúng không ạ? Ok chị Bông Trắng xin chào, chúc chị buổi tối vui vẻ đúng không ạ? Chân váy đây là chân váy xếp tầng có 2 tầng nhá. Bên trong chân váy là còn là một cái chiếc quần nữa đúng không ạ? Chân váy có chiếc quần nhá. Bên trong chân váy là quần các chị nhá. Mã chân váy không cần đâu, chỉ việc comment cho em chân váy và kèm theo số điện thoại của mình thôi ạ. Rồi nhanh chóng cho em luôn đúng không ạ? Chị Mai Hương lấy màu đen thì để lại cho em theo comment nhá. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok chị Thu Thủy chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn sở hữu V68 của bên em không thì để lại cho em comment nhá. Ok chị Lan Trương ơi, áo bên em với giá bán là 180.000 nhá. Có màu da, màu đen và màu xanh rất là đẹp luôn đấy ạ. Nên còn chị nào muốn sở hữu chiếc áo này của bên em này thì để lại cho em theo comment nhá. Da chị hơi sạm thì chị mặc màu da cho xinh nhá. Màu da cũng đẹp chị ạ, màu da thì càng tôn da hơn nhé chị Minh Bốc nhá. 180.000 nhá chị Khang Đoàn Minh nhá, để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi trong khoảng 3 phút thôi là em sẽ kết thúc cái mã này đúng không ạ? Nên còn chị nào đặt cái mã V68 của em thì để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Em xin nhắc lại chiếc váy này, áo này đúng không ạ? Áo này bên em có mã là V68 với giá bán của chiếc áo này là 180.000 nhá. Từ 260 giảm xuống còn 180.000 đúng không ạ? Còn chị nào thích chân váy của em thì comment cho em ở chân váy nhá. Chân váy bên em là bên trong của nó có một cái quần nữa các chị nhá. Chân váy bên em vẫn có giá bán là 160.000 như mọi khi nhá. Ok chị Bông Trắng lấy xanh thì comment cho em là V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Màu đen đây chị ạ, màu đen đây chị. Màu đen cũng rất là sang luôn chị nhá, không có màu trắng đâu chị Linh Nguyễn nhá, được không ạ? Không có màu trắng đâu ạ. Size của chiếc áo này là V68, của chiếc áo này là size của nó từ 40 tới 65kg, là bên em có size nhá, từ 40 tới 65kg bên em có size thôi ạ. Kiểu áo này thì các chị có thể show vin đóng thùng hoặc là không show vin cũng đều ok hết nhá. Em thì mới thích show vin cho nó xinh đúng không ạ? Mặc thường cũng rất là ok luôn nhá, mặc thường cũng rất là ok luôn đấy ạ. Mặc kết hợp với cả quần sóc hoặc là chân váy hoặc là quần jean này, quần âu, quần nào cái gì cũng được ok hết các chị nhá. Mà giá bán của nó thì vô cùng rẻ luôn, với giá bán của chiếc áo này là 180.000 thôi các chị nhá. Em đang mặc trên người là màu xanh, còn đây là màu da được chưa ạ? Còn đây là màu đen rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rất là xinh luôn đấy ạ. Nên còn chị nào mà muốn sở hữu chiếc áo này nhà em với giá bán là 180.000 thì cứ để lại cho em nhá, theo đúng comment V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Cứ để lại cho em V68 nhá, kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Ok chị Bông Trắng chốt đơn rồi đấy ạ, chị lấy màu xanh đúng không ạ? Màu xanh rất là sang và rất là đẹp luôn. Cái màu xanh này thì nó vô cùng lạ luôn các chị nhá, nó vô cùng lạ luôn đấy ạ. Size của chiếc áo này từ size S cho tới size XL chị nhá. Chị mặc size XL thì nó cũng ok thôi chị nhá, tại vì chất cái áo này co giãn cũng rất là ok đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn sở hữu mã này nhà em được không, để em kết thúc livestream đúng không ạ? Còn chị nào muốn sở hữu cái mã V68 của em được không, để em kết thúc cái livestream này nhá. Chị Hà Hồng Hạnh comment lại cho em nhá. V68 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị comment mỗi lấy xanh và không có số điện thoại, không có mã thì em sẽ không chốt được hàng đâu chị ạ. Chị Mai Lương 60kg thôi đúng không ạ? Chị 60kg thì chị mặc size XL là quá đẹp rồi chị Mai Lương nhá. Chị mặc size 2XL sẽ to và rộng không đẹp đâu chị ạ. 67kg chị mặc size XL cho em nhé chị Thảo Trần, để lại cho em theo comment nhá. Ok chị Mai Lương comment lại cho em đi ạ. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Đặng Thảo Quyên bây giờ chị ấy vào đúng không ạ?
giá bán 180, màu da, màu đen và màu xanh nhá, mặc được hai kiểu này, đóng thùng và không đóng thùng, xô vin và không xô vin đúng không ạ? Chị Hương Quỳnh 62kg ở size XL cho em nhá. Chị Thảo Su Su ơi 180.000 nhá. 180.000 với mã là V68 nhá, em xin nhắc lại đúng không ạ? V68 180.000, màu da, màu xanh và màu đen. Các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Em sẽ gọi điện chốt hàng và tư vấn đầy đủ size cho các chị nhá, nên các chị đừng lo đúng không ạ? Gọi điện chốt màu, chốt size, chốt tiền sau đó mới gửi hàng từ Hà Nội đến các tỉnh đúng không ạ? Màu đen, màu da, màu xanh, màu nào cũng đẹp luôn nhá. Nên các chị chỉ việc để lại cho em theo đúng comment nhá, V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là rẻ luôn nhá. Chị Thảo Trần ơi 67kg. Chị cao 1m57, chị mặc size XL cho em nhé, để lại cho em V68 nhé, kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhé. Ok, chị Thu Thu Hồng đúng không ạ, 180 chị nhé, để lại cho em nào, V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhé. Với ba màu cơ bản, màu da, màu xanh và màu đen, màu nào cũng rất là đẹp luôn này. Ok, chị Thảo Chân chốt đơn, chị Mốc Minh chốt đơn rồi đấy ạ. 18k hết rồi chị nhé, chị Linh Linh nhé, chị SM mở đầu chương trình đúng không ạ. Màu da rất là đẹp, rất là sang luôn chị nhá. Chị nào thích màu da thì cứ việc comment cho em V68 màu da kèm màu, V68 kèm màu kèm theo số điện thoại nhá. Với giá bán 180 thôi, rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Ok, chị Mai Lương chốt đơn đấy, chị chốt thì thấy có phải đầy đủ không nào? Ok, chất liệu của nó em cho xem chất liệu nhá, rất là sang, rất là đẹp luôn. Chất liệu chiếc áo này thì không bao giờ phải nghĩ đâu ạ. Ok, chị Phương Trang, ok, inbox cho em đổi size ok được không ạ? Đúng không ạ? Chị Phương Trang nhá. Chân váy bên em thì chân váy ôm đúng không chị? Phim lớp hỏi chân váy ôm đúng không ạ? Chân váy ôm thì bên em vẫn còn giá bán là 150 chị nhá. Chị lấy thì để lại cho em chân váy ôm và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã hay không nào? Chốt cái mã hay không thì em kết thúc cái live stream này nhá. Vì em live cũng khá muộn rồi đấy ạ. Vâng, ok, chị Hương Quỳnh chốt đơn V68 màu xanh size XL đúng không ạ? Chị Linh Hoàng hết 18k rồi chị nhá. Chị Linh Hoàng hết 18k rồi đấy ạ. Vâng, ok, chị Kiều Trinh cho lên V68 rồi nhá. Rồi còn chị nào muốn sở hữu cái mã V68 thì em cũng không thể kết thúc livestream này nhá. V68 em vẫn có giá bán là 180.000 một chiếc được chưa ạ? 180 nhá, màu da, màu đen và màu xanh rất là đẹp luôn. Còn chị nào mà thích chân váy thì comment cho em chân váy với giá bán 160 nhá. Hoặc là lấy cả set cho em thì cứ comment cho em cả set V68 thì em sẽ giao hàng đúng không ạ? Chân váy ôm thì chị có thể xem ở những cái live stream trước của em nhé, chị phim lớp nhé. Chân váy ôm bên em vẫn có giá bán là 150.000. Còn cái chân váy xếp tầng có quần ở bên trong, xếp ly bên trong có quần này vẫn giá bán 160 chị nhé. Thương Thương bây giờ ấy vào đúng không ạ? Giá bán 180 mã V68 thì Thương Thương nhá. Chị lấy thì cũng để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V68 của em vẫn có giá bán là 180.000 nhá. Có màu đen, chị Mai Dương này rất là xinh, rất là đẹp luôn này. Để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. V68 180.000 đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Cái nơ của nó rất là đẹp luôn các chị nhá, mặc vô cùng sang luôn này. Nghe chói đấy. 180.000 nhá chị An Kim, Kim Thanh Pham, chị Nhung Phương cũng thế nhá. Rồi ba chị để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Ok, chị Hoa Hoa lấy cả set được không? Ok, cảm ơn chị yêu nhiều đúng không ạ? Chị Hoa Hoa nếu mà cẩn thận hơn thì chị có thể comment cho em lấy cả set V68 và kèm theo số điện thoại của mình nhá chị Hoa Hoa nhá. Chị Mai Dương comment lại cho em trên cùng một dòng V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Chị Trịnh Hằng 60kg và size XL cho em để lại V68 nhá, kèm màu kèm số điện thoại của mình cho em luôn được không ạ? Áo có size thì không sợ ngắn đấy chị Hương Quỳnh nhá. Hiện tại đang mặc là size S chị nhá. Còn cái size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đấy ạ. Ship Nha Trang thì là 30.000 chị nhá. Các chị ơi, áo này mặc được hai kiểu nhá. Xô vin và không xô vin mặc rất là thoải mái, rất là ok. Chất vải của nó thì không phải nói, không phải nghĩ rồi nhá. Mua hàng của bên Giáng My nhà em thì các chị yên tâm về giá cả cũng như chất lượng của sản phẩm đúng không ạ? Ok, chị là Mai Dương lấy V68 cho đơn tiếp theo chị nhá. Chị Trang Lê 180 chị Trang Lê nhá. Còn chị nào muốn sở hữu mã V68 em nữa không thì để lại cho em comment V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em để kết thúc live stream này đúng không ạ? Ok, chị Mai Dương lấy size L đúng không ạ?
Chị ơi đầm có còn không chị? Đầm chị muốn hỏi đầm nào chị Lê Thanh Tùng. Chị Đặng Thu Hằng ơi, 180 chị Thu Hằng nhá, 180 thôi ạ. Để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Kết thúc cái mã này nhá. Còn bây giờ em sẽ chuyển sang một cái dăm đúng không ạ? Dăm 2 giây nhá. Chị nào thích dăm 2 giây thì em không thì để lại cho em dăm 2 giây nhá, với giá bán của nó 180 đúng không ạ? Cũng bằng tiền cái thôi ạ. Dăm 2 giây nhà em, đây là quần các chị nhá. Dăm 2 giây 180 chất liệu von cát rất là mềm, rất là đẹp luôn nhá. Ok chị Hoa Hoa chốt đơn rồi ạ. Chị Thu Hằng ơi 180 để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Trang Lê 60kg một size XL cho em, để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Có số điện thoại và có mã mới chốt được hàng các chị nhá. Có số điện thoại có mã chốt được hàng đấy ạ. Không có số điện thoại không có mã sẽ không chốt được hàng nhá. Em sẽ qua lại một chiếc dăm 2 giây nhà em được, nhà em được không ạ? Đây là màu đỏ đô nhá, còn đây là màu xanh đen đúng không ạ? Với giá bán 180. Chị nào mà thích cái dăm nhà em, dăm zoom 2 giây nhà em thì để lại cho em dăm 2 giây và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Với giá bán chiếc dăm này là 180.000 thôi. Để lại cho em dăm 2 giây kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok chị Nguyễn Thùy lấy dăm 2 giây comment cho em dăm 2 giây và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok chị Trần Linh chốt đơn rồi đấy ạ. Bao nhiêu áo cầm tay 180 chị Trần Thị Nhung mai bây giờ mới vào đúng không ạ? 180 với giá bán 180 nhá. Mặc được hai kiểu này, mặc được hai kiểu nhá. 180 chị Nguyễn Hoài Nhi ơi, 180. Ok chị Tô Minh Anh, Tô Minh Huỳnh cảm ơn anh nhá. 180 chị Nguyễn Vân nhá, để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là xinh luôn đấy ạ. Còn chị nào mà thích chân váy đang mặc trên người thì để lại cho em chân váy và kèm theo số điện thoại nhá. Chân váy của em thì vẫn chân váy của em thì là bên trong chiếc chân váy này còn một là một cái quần cơ nhá, là một lớp quần rồi đấy ạ. Rồi ok chị Nguyễn Thúy chốt đơn dăm 2 giây 180 ok chốt đơn chị rồi đấy ạ. Mặc kiểu như thế này nữa ạ, là cái gì ạ? Ok chị Đặng Thu Hằng lấy để lại cho em V68 luôn được không ạ? Cho em xem áo ngang vai đi chị, áo ngang vai là áo nào chị Yến Xôi nhỉ? Chị Nguyễn Vân ơi 180 nhá, chị Nguyễn Hoài Nhi cũng thế. Lấy thì để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em được không ạ? Kiểu khác mặc sao chị thích như nào ạ? Cái kiểu này mặc được kiểu này mà các chị có thể bỏ lơ ra, không bỏ lơ mặc lơ nhưng mặc lơ vào xinh hơn đấy ạ. Mặc nơ vào thì nó sẽ tôn cái dáng người của mình lên ấy. Mặc là vô cùng đẹp và vô cùng sexy các chị nhá. Mà giá bên bán thì cái giá bán 180 là cái giá bán là số lượng đấy ạ. Còn bình thường là các chị mua tại cửa hàng của em thì không có giá này đâu, phải là 260 nhá. 260. Mặc được hai kiểu đằng trước đằng sau chị ạ, đằng trước và đằng sau chị nhá. Cái nơi mặc đằng sau và đằng trước đều ok hết chị nhá. Chân váy 160 đúng không ạ? Chị Đặng Thu Hằng ơi mặc được hai kiểu, kiểu này mặc đằng sau cũng đều ok hết chị nhá. Chân váy 160 đúng không ạ? Chân váy 160 nhá. Chân váy 160. Chị Nguyễn Mai đúng không ạ? Bạn đang cầm 180 chị Nguyễn Mai nhá, với vệ mã là V68 chị ạ. Chị mặc cam đất em xem là cái màu nào. Đây là màu da chị ạ, đây là màu đen. Cho chị coi cái dăm đúng không ạ? Em xin nhắc lại cái này nhá, dăm nhà em là dăm 180 đúng không ạ? Áo tay ngang ngực. Em không có chị ạ. Đây là chiếc dăm 2 giây nhà em đúng không ạ? Dăm 2 giây nhà em này, dăm hoa các chị nhá. Đây là một chiếc quần, đây là quần của nó này. Chị nào mà thích dăm 2 giây thì comment cho em theo cú pháp là dăm 2 giây và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Với giá bán của chiếc dăm 2 giây này là 180.000 đúng không ạ? Đầm hồng sau lưng chị có mấy màu? Hồng nào. Đầm này á chị. Hôm trước bên em bán cái này là V8 với mã là V8 với giá bán 190 nhá, 190. Cái này hôm trước em có cả màu rêu này, màu rêu hôm trước bán chạy kinh khủng luôn cái V8 này em này. Hôm trước em có like cái mã này. Chị Lê Thánh Tùng ơi có màu rêu và màu hồng chị nhá. Ok chị Hồng Hiệp chốt đơn đúng không ạ? Bạn lấy cho mình cái áo màu đen nhá, ok chị. Chị Hồng Mập ơi, chị có thể comment cho em cả mã được không ạ? Tại vì chị comment mỗi số điện thoại, bây giờ lấy được ấy thì em sẽ không chốt được hàng cho chị ạ. Chị Hồng Mập comment lại cho em nhé, V68 nhé. Chị lập hàng bây giờ ấy vào đúng không ạ? Em xin nhắc lại là V68 này với giá bán 180 nhé, còn chân váy là 160 nhé. Chị nào thích cái nào thì cứ để lại cho em, muốn lấy cả set thì cứ comment cho em cả set và kèm theo số điện thoại của mình được không ạ? Chị Bảo Thanh Ngọc ơi, áo 180 nhé. Màu da, màu đen và màu xanh rất là đẹp luôn. Chị Lê Thánh Tùng này, bao nhiêu vậy chị? Chị muốn hỏi cái váy hồng vừa xong là 190 nhá. Mã là V8, chị Lê Thánh Hồng nhá. Lê Thánh Tùng đúng không ạ? Ok, chị Hồng Mập chốt đơn chị V68 màu đen rồi chị nhá. Chị Trần Nguyễn ơi, áo là 180.000 với mã là V68 nhá. Để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Nguyễn Mai cũng thế nhá.
Chị Nguyễn Mai ơi, chị 58kg thì chị mặc size L cho em nhé. Chị Nguyễn Mai nhé, comment cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhé. Chị Trần Thị Nhung cũng để lại cho em V68 luôn đi ạ. Bên bán đồ ngủ xem trên live cho em và gửi qua inbox cho em nhé. Chị Khánh Ngân chụp lại màn hình và copy hình gửi qua inbox của bên em nhé. Chị Baby Cute 53kg mặc size M cho em, để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại nhé. Chị An Anh Quách nhé, chị An Anh Quách ơi 180 nhé, để lại cho em là V68 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Trần Nguyễn 53kg mặc size M cho em nhé, để lại cho em nào V68 kèm màu kèm số điện thoại. Với giá bán của chiếc áo này là 180.000 một chiếc nhé. Ok, chị Huy Trang lại ạ, Huy Tăng em cảm ơn chị này, chào em chào chị nhé. Ok, chị Thủy Thủy lấy size L đúng không ạ, để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Chị Bảo Thùy, Đinh Thi có thể inbox cho bên em để em kiểm tra đơn hàng của mình đúng không ạ? Ok, chị Thủy Thủy chốt đơn rồi nhé. Chị Hồng Mập chốt đơn rồi, chị Lập Hằng này 180, chị Lập Hằng nhá, để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại đúng không ạ? Còn chị nào mà thích dăm 2 giây của em thì cứ comment dăm 2 giây cho em nhá, với giá bán 180 được chưa ạ? Dăm 2 giây, đây là quần nhá, chất liệu van cát vô cùng mát luôn, mà giá bán của chiếc dăm này là 180.000 nhá. Vô cùng sang, vô cùng sexy và vô cùng đẹp, không những thế mà còn rẻ nữa các chị nhá. Rồi ok, chị Bay Bu Te chốt đơn V68 tiếp theo rồi ạ. Còn mẫu áo nào khác không? Mẫu áo khác thì em sẽ like những cái mẫu khác ở cái live stream sau đúng không ạ, chị Thu Thủy nhá. Yến Khái ơi 180 nhé, chị Yến Khái nhá, mã V68 lấy đi để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Rồi không còn chị nào đặt cái mã V68 nữa thì em sẽ kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Còn chị nào mà thích cái áo này thì có thể chụp lại màn hình hoặc là inbox cho bên em để lại cho em cái V68 nhé, kèm màu và kèm theo số điện thoại nhé. Tại vì bây giờ là em cũng live cũng mà khá muộn rồi, đã được gần 1 tiếng đồng hồ rồi, 56 phút 57 phút rồi đấy ạ. Chị Yến Khái đúng không ạ? Đầm hồng 190 nhá. Cái đầm này hôm trước em có còn có cả màu rêu nữa cơ. Màu rêu bán chạy lắm, màu rêu ở đâu nhỉ? Màu rêu 190 chị nhá. Cái này là V8, để lại cho em V8 nhá, kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Áo em mặc là 180.000 nhá chị Loan Nguyễn nhá. 180 có màu da, màu đen và màu xanh rất là đẹp, để lại cho em V68 nhá, kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Còn chị nào muốn lấy cái V68 nữa thì comment cho em để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Bên không có chị Lan Anh nhá. Rồi không còn chị nào chốt cái mã V68 này thì em sẽ xin kết thúc cái livestream này nhá. Đầm hồng còn màu rêu chị nhá, đầm hồng còn màu rêu đó chị Đỗ Vân nhá. Chị Đỗ Vân có thể xem lại cái livestream của em ý, cái mã V8 này của cái này có cả màu rêu mặc rồi đấy. Xem lại livestream cho đặt hàng cho em nhá, trong cái livestream đấy cho em nhá. Rồi còn bây giờ thì em sẽ xin kết thúc live stream nhé. Hẹn gặp lại tất cả các chị trong những cái live stream tiếp theo của Sốc Sáng My đúng không ạ? Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại ạ.